Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Hiện tại thì em đang có mặt tại kênh Tham Rớt thuộc ấp 1 xã Trừ Văn Thú, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, nơi mà hiện trường xảy ra một trong những cái vụ việc người đàn ông là nghi là được mất tích dưới kênh. Liên quan đến cái vụ việc này thì thời điểm hiện tại phía cơ quan chức năng hiện vẫn đang trong cái quá trình phong tỏa hiện trường cũng như là thực hiện những cái cứu hộ cứu nạn liên quan đến câu chuyện này. Thì theo thông tin ban đầu đó, thưa cô chú anh chị, vào lúc là ngày 20 tháng 2 đó, lúc chiều thì trên đường đi làm về, anh TVK đó được hai người bạn gọi ra khu vực kênh nước Tham Rớt thuộc ấp 1 để mà bắt cá. Cả ba đã chia nhau ra để bắt cá ở những khu vực khác nhau. Nhưng sau đó hai người bạn quay lại thì không thấy anh này đâu nữa. Cả hai người bạn sau đó đã gọi tên, tìm kiếm các khu vực xung quanh nhưng mà vẫn không thấy. Ở thời điểm này thì trên bờ kênh vẫn còn quần áo, điện thoại, xe máy của anh để lại. Nghi ngờ anh đã bị đuối nước, mất tích nên ngay lập tức những người bạn đã cùng nhau đi trình báo về phía cơ quan chức năng. Và ngay lập tức sau khi tiếp nhận tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng xuống người nhái để mà lặn tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng huy động những máy bơm công suất lớn để hút bớt nước ở dưới kênh để mà tìm kiếm nạn nhân. Cho đến qua ngày 21 tháng 2 và đến tận sáng ngày hôm nay đó quý vị, là ngày 22 tháng 2 thì vẫn chưa tìm thấy tung tích của nạn nhân. Theo cái thông tin mà lúc Thanh Quyền vừa mới đến đây để mà cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị, thì anh là được biết là quê ở Cà Mau, thì cũng có vợ con và bốn người con, thưa cô chú anh chị. Người con lớn nhất đó là tầm khoảng 17 tuổi, nhưng mà nghe một số những cái người hàng xóm cũng như là những người xung quanh chia sẻ thì người con trai lớn của anh về tâm trí đó cũng không được như là người bình thường, không được khôn như người ta. Được biết thì anh sinh năm 1987, quê Cà Mau, nha cô chú anh chị. Và thời điểm hiện tại thì các lực lượng cơ quan chức năng họ vẫn đang trong cái quá trình cứu hộ cứu nạn, và Thanh Quyền thấy rằng đang huy động thêm một số những cái gọi là cái vật dụng cần thiết để mà có thể cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tìm thấy gọi là thi thể của anh, nếu như mà thật sự anh đã gọi là mất tích dưới cái khu vực kênh nước này. Thưa cô chú anh chị, thì trên màn ảnh của cô chú anh chị chúng ta có thể thấy rằng đó, về phía lực lượng xe cũng như là máy bơm đang được vận chuyển tiếp tục tới khu vực này. Ngày hôm nay cũng đã trải qua gọi là 2 ngày rồi, từ lúc mà chiều ngày 20 tháng 2 cho đến ngày hôm qua rồi đến tận ngày hôm nay, thì lực lượng cơ quan chức năng đó, cứu hộ cứu nạn đó quý vị, họ vẫn đang dốc hết sức để mà tìm kiếm tung tích của anh, nhưng mà vẫn chưa có thể tìm ra. Hiện tại thì Thanh Quyền thấy rằng có một xe chở những cái máy bơm nước đến cái khu vực gọi là dưới kênh này để mà có thể hút bớt nước ra dưới cái khu vực gọi là kênh Tham Rớt này, thưa cô chú anh chị. Được một số những cái người dân xung quanh chia sẻ thì cái khu vực bờ kênh này cũng đã xảy ra cũng khá nhiều những cái câu chuyện gọi là thương tâm, và tình trạng của anh trong cái thời điểm hiện tại đó thì vẫn chưa biết cái tung tích như thế nào. Được biết cái gia đình, cái hoàn cảnh cũng khá là nghèo khổ, thưa cô chú anh chị. Anh phải đi bắt cá để mà nuôi sống cho đến gia đình của mình, là bốn người con cũng như là một người vợ. Lúc nãy thì Thanh Quyền đến đây đó, vợ của anh cũng đã chải chiếu nằm ở khu vực gần cái hiện trường, và trong cái tình trạng tinh thần nó được không được ổn định và cũng rất là xúc động, thưa cô chú anh chị. Thì quý vị có thể thấy rằng đó, hiện tại thì lực lượng cơ quan chức năng họ vẫn đang gọi là tích cực và nhanh chóng để có thể gọi là cứu hộ cứu nạn. Theo người dân chia sẻ thì cái đường dưới kênh Tham Rớt này, đường cống ở dưới là rất là dài và sâu, và rất có khả năng là nếu như mà anh bị đuối nước ở dưới đây thì nó nằm ở trong cống là rất là cao nha cô chú anh chị. Và thậm chí trong đêm ngày hôm qua đó thì người nhái rồi lực lượng cứu hộ cũng đã lặn cả đêm để mà thể tìm kiếm nhưng mà vẫn tìm không thấy, thưa cô chú anh chị. Thì quý vị có thể thấy nè, dọc cái bờ kênh này qua đến tận bên kia thì cái đường cống nó âm sâu ở dưới mà nó đi rất là dài, nước chảy thì rất là mạnh, khả năng mà khi mà nếu thật sự anh đã không may mắn ở dưới khu vực này thì khả năng là anh đã ra đi rất là cao nha cô chú anh chị.
Hiện tại thì cái khu vực quanh cái bờ kênh này thì chúng ta có thể thấy là nước chảy rất là xiết nha. Thì lực lượng cứu hộ cứu nạn họ vẫn đang tích cực để mà truy tìm. Cái hoàn cảnh của anh thì khá là nghèo khổ, quê thì rất là xa, và theo thông tin chia sẻ thì anh là người trụ cột chính trong gia đình nha cô chú anh chị. Người vợ thì cũng rất là hay bệnh tật, những đứa con thì còn rất nhỏ, đứa lớn nhất thì không được bình thường như con cái của người ta, nên đó là một trong những cái điều đáng thương trong câu chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện này đó được những người dân chia sẻ trên những cái nền tảng như là Facebook. Người nhà họ vẫn đang kêu gọi kinh phí để mà có thể gọi là giúp đỡ thêm, kêu gọi gọi là để mà thuê thợ lặn thêm để mà tìm kiếm nha cô chú anh chị. Nhưng mà thời điểm hiện tại Thanh Quyền thấy rằng lực lượng cứu hộ cứu nạn họ đã đến tập trung rất là đông. Vì phía cơ quan chức năng địa phương họ cũng đã đang phối hợp tích cực quyết liệt để mà có thể cứu hộ cứu nạn, cũng như nếu như thật sự anh đã qua đời thì cũng sẽ gọi là nhanh chóng đưa thi thể của anh lên, đưa về cho gia đình có thể an táng. Đây là trong một trong những cái nỗi mất mát cực kỳ lớn, mất đi một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Nhìn thấy những cái nét mặt của những người thân đó quý vị, họ đau đớn và xúc động đến nhường nào. Những đứa con của gia đình đó thì hiện tại những đứa vẫn còn rất là nhỏ, phải đi gửi nhà trẻ. Còn đứa lớn nhất thì nó không được khôn như người ta. Nói vậy thì chắc hẳn rằng cô chú anh chị chúng ta đã hiểu được về cái tinh thần đó, nó không được ổn định như những đứa trẻ khác. Đó là một trong những cái điều không may mắn nha cô chú anh chị. Hiện tại đó thì một số những cái thông tin liên quan đến cái hiện trường cũng như là cái lý do vì sao mà anh này đã vướng vào một trong những cái ống cống ở dưới kênh thâm rớt, được một số những người đi chung chia sẻ thì đó chính là lý do anh bắt cá mê quá, và khi được bắt được rất là nhiều cá thì lúc đó là rất là ham và tiếp tục bắt, trong khi những người bạn thì chuẩn bị ra về, còn anh thì vẫn mãi mê bắt cá, và không may mắn thì cũng đã bị xảy ra cái sự cố ngày hôm nay. Thưa quý vị, em cũng đang có mặt ở khu vực này để cập nhật những cái tình hình mới nhất, mong rằng đó cũng sẽ sớm tìm được anh trong cái khoảng thời gian sớm nhất để mà đưa về cho gia đình. Nếu như qua đời thì cũng sẽ gọi là đưa về nhà an táng. Mất ở dưới dòng kinh này thì hiện tại nó, nếu mà kẹt dưới cống thì cái khả năng nó sống sót là như là không có luôn, bởi vì nó trải qua đến 2 ngày rồi vẫn không tìm được thấy nha cô chú anh chị. Những cái hy vọng bây giờ là đang vụt tắt rồi, chỉ về con số không thôi. Nhưng mà thì cũng phải tìm được thi thể của anh để mà đưa trở về nhà cho gia đình để có thể an táng. Bên cạnh đó đó thì khi mà tìm thấy xác, Thanh Quyền cũng sẽ gọi là có mặt để trực tiếp ghi hình gửi đến cho tất cả của chú anh chị. Bên cạnh đó chia sẻ những cái hoàn cảnh của gia đình. Cũng mong rằng quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, những ai có tấm lòng từ bi thì có thể chúng ta cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái thời điểm hiện tại. Thì em cũng sẽ luôn có mặt ở đây cập nhật tình hình gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Mong rằng quý vị khán giả khi mà xem video đó thì cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ, giúp kênh có thể phát triển hơn, tạo niềm động lực để mà Thanh Quyền tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự việc này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Và thời điểm hiện tại thì được biết anh này là tên Khánh nha cô chú anh chị. Nhưng mà đối với một số cái thông tin thì phía cơ quan chức năng họ đang làm việc thì Thanh Quyền không tiện chia sẻ, để mà khi đó cơ quan chức năng họ làm việc xong đi thì Thanh Quyền cũng sẽ đến cận cảnh để mà ghi hình gửi đến cho cô chú anh chị. Bên cạnh đó đó chia sẻ đến quý vị những cái thông tin nó xác thực, nó thực tế và nó chính xác liên quan đến cái câu chuyện ngày hôm nay nha quý vị. Rồi bây giờ xin cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị trong những cái thông tin, những cái video mới tiếp theo. Em cũng sẽ có mặt ở đây liên tục để cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè,
với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.